tình tiết như phím cầu huyết, Hà Du Quân Lơ chia sẻ một câu nói, lộ ra bà Tư vẫn giấu một cậu quý tử bí mật. Những ngày qua, không chỉ giới giải trí, mà cả giới tài chính châu Á trao đảo trước thông tin bà Tư Lương An Kỳ, đứng ra thừa nhận gia tộc nhà họ Hà, còn có một cậu quý tử bí mật tên Hà Du Bang. Vì vấn đề về sức khỏe của con trai, bà Tư và ông Hà Quý định giữ ký thông tin và hình ảnh của Hà Du Bang. Suốt gần 30 năm qua, Truyền thông Hồng Kông luôn đồn đoán về cậu con trai mang theo lá bài sinh tử, có thể giúp bà Tư thay đổi thế cục danh gia sản, sau khi ông trùm xong bạc qua đời, và cho tới thời điểm này, nguồn tin hoàn toàn là sự thật. Ở một diễn biến căng thẳng và không kém phần cầu huyết, tựa phim cung đấu khác, các tờ báo Hồng Kông hiện đang đặt ra giả thiết, bà Tư còn đang giấu một cậu con trai nữa chứ không chỉ có Hà Du Bang. Một tài khoản đưa tin uy tín có tới 11 triệu follower trên Weibo chia sẻ, chùm song bạc có 17 người con, cậu quý tử Hà Du Bang lần đầu lộ diện trong danh sách cáo phó. Theo thứ tự, Hà Du Bang xếp sau con trai út nhà bà ba là Hà Du Khải, đứng trước một cậu con trai nhà bà tư là Hà Du Hanh. Truyền thông Hong Kong đồn đoán Hà Du Bang là trưởng tử nhà bà tư. Tuy nhiên, trong quá khứ, Hà Du Quân từng có một lần lỡ lời. Anh viết trên Weibo gọi Hà Siêu Hân là em gái, tự nhân mình là anh tư điều này có nghĩa, bà Tư rất có thể vẫn còn một cậu con trai nữa hiện đang giấu kín. Cuối bài viết này, blogger chia sẻ, mọi người thử nghĩ mà xem, tại sao cậu ta, Hà Du Bang bao năm qua vẫn che giấu thân phận, bây giờ mới lộ ra. Liệu đây có phải là phần mở đầu của cuốn tiểu thuyết nhà hào môn, mà trong đó toàn những câu chuyện đẫm máu hay không? Hà Du quần lỡ lời tiết lộ mình còn một anh trai nữa, mà bà Tư vẫn còn giấu kín, nguồn, Weibo. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.